the only. Và sau đây Lưu Vũ xin giới thiệu một nhạc phẩm liên khúc Phố Mùa Đông với The Piano. Một tràng pháo tay thật lớn cho Vương Hương, người chỉ đột của Lưu Vũ. Và Lưu Vũ trân trọng mời quý vị thưởng thức. Chương trình Bình Luận Tú Cầu thân chào quý vị khán giả của đài truyền SBTN. Và kính thưa quý vị, nhân dịp mùa Giáng sinh về thì Nguyên cũng như anh Sĩ Đan và anh Luân Vũ
Kính chúc cho tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh lúc nào cũng an lành và bình an và dồi dào sức khỏe quý vị nhé. Riêng cá nhân Lưu Vũ thì trước tiên là cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã tạo cơ hội cho Lưu Vũ cũng như là anh em Ban Bình Luận Túc Cầu có một chương trình rất là bổ ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, nói gì thì nói thì nhân mùa Giáng sinh này thì Lưu Vũ xin chúc cho tất cả quý khán thính giả khắp nơi trên thế giới cũng như là tại Mỹ đều an lành và hạnh phúc bên nhau và gia đình SBTN càng ngày càng vững mạnh để phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà Sĩ Đan nghĩ là Luân Vũ bữa nay quên một cái câu nói quen thuộc của Luân Vũ. Có thể nhắc lại cái câu nói quen thuộc của Luân Vũ trong tất cả những chương trình bình luận thúc cầu của Sĩ Đan, Luân Vũ và Hoàng Phương Nguyên là câu nói là xin quý vị hãy hôn người bên cạnh mình. Right? Câu nói quen thuộc của Luân Vũ là hãy hôn người bên cạnh. Hãy hôn người bên cạnh. Để quên đi mọi buồn phiền trong cuộc sống và hãy ủng hộ cho đài truyền hình SBTN, the best. Tôi hôn vợ của anh Tuấn. Mình sống vì đam mê, Vũ hả? Sống vì đam mê. Làm như chúng ta không cần tiền như vậy. Đúng không? Phải làm việc như chúng ta không cần tiền chúng ta mới enjoy. Sống đam mê anh Hồ ơi. Tại vì Hoàng Phúc Nguyên phải mỗi một chương trình Hoàng Phúc Nguyên phải ra ngoài mua một cái áo mắc tiền nhất để mặc trên người vì thấy dáng body rất đẹp. Đạt thì không bao nhiêu tiền hết mà. Anyway, quý vị, SBTN chỉ có SBTN mới có chương trình bình luận thúc cầu. Chương trình nói tiếng Việt, bình luận thúc cầu bằng tiếng Việt. SBTN bình luận thúc cầu. Anh em mình sẽ là sống biểu diễn, chết sẽ mang theo. SBTN, the best. One